Chào mọi người, mình là Trung bên kênh máy quân binh cũ. Thì hôm nay đây thanh lý được 5 con máy, 3 con máy cưa gỗ, 1 con cưa lọng và 2 cưa lọng luôn. Cái này cũng cưa lọng. Đây, cưa lọng hay cưa kiếm gì cũng được, mà cái này là cưa lọng đấy. Đầu này đầu cưa lọng nha. Về để bán cho mọi người. Lô này, này. Trước tiên bán con đầu tiên đi. Đây cưa lọng nha mọi người, cưa lọng. Dùng thế nào? Đây, có đây, cưa lọng hay cưa kiếm cũng được. Đây, tùy, dùng theo thể thức gì cũng được, tùy lưỡi nha mọi người. Dùng cưa, gọi là cưa lọng, cưa kiếm gì cũng được, con này đa năng. Đây. Lấy dùng cục pin thử đi. Cục pin kẹp. Đây, đây là, đây Ojito nha mọi người. Đây là hãng Ojito. Mấy con máy này là con máy Ojito. Sản xuất ở China, xuất sang thị trường Úc nha mọi người. Ojito Úc nha mọi người. Ojito xuất sang thị trường Úc, xài ở thị trường Úc nên đảm bảo chất lượng nha mọi người. Đây, bãi Úc, đấy. Bãi Úc. Trước tiên mình thử máy nha. Này, cái này là mở khóa cò nè. Máy rất là êm nha mọi người. Đấy. Đấy nha mọi người. Đấy. Cưa kiếm cưa lọng Ojito 18V. Đây. Xuất xứ China, xuất sang thị trường Úc. Đấy nha mọi người. Đây mọi người coi ngoại hình cho mình đi. Con này về vệ sinh ra mới lắm nha mọi người. Mọi người nhìn cái bàn của nó biết nè. Nhìn cái bàn của nó nè. Sơn chỉ xước một tí này thôi là mọi người biết là con này người ta ít dùng rồi. Đây, người ta rất là ít dùng. Đấy mọi người. Đấy. Con này con số 1. Con này số 1 nha mọi người. Đây, cứ kiếm này nha mọi người. Đây, con này. Con này 550.000 nha mọi người. Đó. 550.000. Đây. Trả rất mượt, chỉ có tem nó hơi bị tróc chỗ này thôi. Về dán lại thế này. Đấy, 550.000. Đây. Cưa lọng này. Đây, cưa lọng Ojito 18V luôn nha mọi người. Cưa lọng Ojito 18V luôn. Hàng xuất xứ China, xuất sang thị trường Úc. Đấy. Đấy, những hàng này đảm bảo chất lượng, mọi người yên tâm nhé. Những con này đa phần là mới hết nha mọi người. Bàn này, mọi người nhìn bàn này. Đấy. Rất là mới à. Người ta mua về mà người ta sử dụng cũng rất là ít. Đấy. 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 Mở khóa cò này. Này, cấp độ của nó này. Đấy, cấp độ này, em thấy cấp độ này. Đó, cái độ đá lưỡi của nó ít hơn nhá. Đây, thấy cỡ. Đấy, điều tốc không nữa. Đấy nha mọi người. Mình có đánh dấu âm dương ở dưới này cho mọi người rồi. Đấy, con này mình đánh dấu âm dương luôn này. Đây, âm đây, dương đây. Đấy. Đây con này. Cưa lọng Ojito 18V. Hãng của Úc, hãng Ojito của Úc. Nó đặt nhà máy ở Trung Quốc, nó sản xuất xong nó xuất về Úc nha mọi người. Đây. Con này con số 2. Số 2 này bán 800. Số 2 800 nha mọi người. Những con này mình không có vỏ pin, được mấy cái thân máy này thôi. Thực ra mấy cái vỏ pin này rất dễ chế mọi người. Mọi người về đặt nguyên cái đế pin của cái Makita vào. Đặt cái đế pin của Makita vào đây. Mọi người dắt vỏ pin Makita cho nó thông dụng. Dùng pin Makita cho nó sướng luôn. Nó thông dụng. Mà mọi người
dùng được nhiều máy nữa, Makita thì nó thông dụng hơn. Để bữa sau mọi người mua thêm máy Makita nữa. Còn nếu như mọi người mua cưa lọc Makita thì nó khá là đắt nha mọi người. Đấy. Tiếp theo, cưa gỗ Ojito 18V. Cưa gỗ Ojito 18V nha mọi người. Đấy. Có năng hạ bàn, năng hạ lưỡi này. Đấy. Con này nó không có lưỡi nha mọi người. Không có lưỡi. Con này dùng lưỡi 110 tắc móc nha mọi người. Dùng lưỡi một tắc móc đấy. Này. Vẫn còn chán này, nhưng mà không có lưỡi đâu. Đấy, không có lưỡi nha mọi người. Đấy. Bàn thì hơi bị vênh một tí, bàn thì hơi vênh một tí, về ép lại tí thôi. Đấy, ép lại tí là được rồi. Đấy. Đấy, ngoại hình. Đấy, nó bị bể chỗ này xíu này. Đó. Rồi để mình thử con này nhé. Đấy nha mọi người. Đấy. Mình nghe nó hơi kêu kêu, chắc là có khi nó kêu bạc đạn mọi người mọc về ép lại bạc đạn hay là thay cái bạc đạn mới đi. Mấy cái bạc đạn này thì nó cũng thông dụng thôi. Đấy. Đấy, bàn này mọi người này, nhìn này. Chỗ này nó mắc đinh hay mắc gì nó lúc người ta chà mắc đinh mắc gì hết đâu, còn lại cái bàn nhìn cũng rất là mới này, ít xước này. Đấy. Con này con số 3. Số 3. Con này mình bán 300. Đấy. Mọi người mua về chỉnh sửa tí nữa, mua cái lưỡi nữa. Đấy. Mua về, mình bán rẻ là cho mọi người về mua về chế cái đế pin vào cũng được, hoặc có pin rồi thì xài luôn nhé. Đây. 300. Con này. Con này thì nó cũng là, đây mọi người xem này. Nó cũng là đây, nó có lưỡi Ojito luôn đây. Này. Nhưng mà nó cũng như thế này. Này, mọi người con ngoại hình nó y chang này. Nhưng mà nó để cái dòng sản phẩm khác nha mọi người, 909 này. Mình cũng không hiểu rõ tại sao, nhưng mà hàng này cũng ở xài ở bãi Úc nha mọi người. Hàng này cũng xài ở bãi Úc. Mình thấy để là 909. Có khi con này như nó sản xuất ra mà thằng khác nó đặt hàng, nó ghi cái nhãn hiệu này vào. Đấy. Nha mọi người. Đây. Còn hình dáng là nó y chang như thế này, nó không có khác gì, mọi người so sánh thử đi. Y chang à. Đấy. Đấy. Rồi, mình thử con này luôn. Con này con số 3. Đó, số 4. Đây. 909 nè. Mình cứ coi như nó là Ojito luôn đi. Tại vì nó y chang à, mình chả thấy nó khác cái gì. Đây. Đấy. Bàn rất là mới nha mọi người. Này, cái bàn rất là mới này. Đấy. Bàn rất là mới. Đấy nha mọi người. Rồi. Con này con số 4. Số 4 này. Số 4 này mình bán 380.000. Số 4 này bán 380.000 nha mọi người. Con này về sinh sơ thôi. Là nhìn nó như mới rồi mọi người, nhìn nè. Đó, rất là mới. Đây. Một hình rất là đẹp à. Đấy. Số 4 380.000 nha mọi người. Tiếp theo. Đây. Tiếp theo. Đây, con này. Con này con số 5. Cưa gỗ Ojito 18V. Đấy. Pin của nó là pin xài pin lithium luôn đấy, nhưng mà mọi người coi này, đó. Nó sản xuất ở China, xuất sang thị trường Úc nha mọi người. Ojito là hãng của Úc, xuất sang thị trường Úc nha mọi người. Đấy. Đấy. Thử luôn cho mọi người. Ok nha mọi người, máy chạy. Mình nghe có vẻ hơi kêu kêu. Hình như bị bạc đạn hay sao á, không rõ nữa. Thôi kêu kêu, mọi người về tra dầu mở rồi thử con nhé. Đây. Kêu kêu, mình bán con này 350.000 thôi. Số 5. Số 5. 350.000. Đấy. Tất cả đều không có vỏ pin nha mọi người. Mọi người về chế vỏ pin, chế cái đế pin Makita vô, xài pin Makita cho nó thông dụng.
đấy. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ trực tiếp cho mình luôn 0912880962 nhé. Cảm ơn mọi người.